Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Ok, và hôm nay nè bạn ơi, chúng ta đã quay trở lại với series Hero cặp đôi đại chiến. Nhưng mà hôm nay sẽ có hơi một chút khác biệt một tí nha các bạn nha. Là tập này là chỉ có một mình với Sammy mà thôi. Đấy, thì tại sao lại có một mình với Sammy? Thì nếu như các bạn không biết thì mình đang muốn làm một cái tập tặng quà cho tất cả thành viên của Hero Team. Thì cái tập này thì mình sẽ tặng quà cho Sammy nha. Nhưng mà tất nhiên rồi, không phải đơn giản muốn được mình tặng quà là được, hiểu không? Muốn được tặng quà thì thứ nhất là cần phải vượt qua được thử thách của mình thì mới được quà, các bạn hiểu không? Như vậy nó mới vui đấy. Ok, và lần này nha, mình đã xây, mấy bạn xem nè, đây đằng sau lưng nè, mình cho bạn xem nè, đây bạn thấy gì không? Đây chính là làng Hero Team của chúng ta mọi người ơi. Và làng Hero Team chúng ta hiện tại đang bị ngập trong lava nha. Đấy, chỉ cần rơi xuống dưới đây cái thôi là coi như là chết queo luôn á, tại toàn lava không à. Và hôm nay Sammy sẽ phải vượt qua tất cả những cái thử thách từ trong nhà của Sammy nữa bạn ơi. Vượt qua thử thách leo lên từng ngôi nhà nè, các bạn coi nè, mình đã xây cho Sammy nè. Đấy, vượt qua từng ngôi nhà, từng thử thách để qua được bên cái siêu thị bên kia. Đây xin hiểu bạn, bên kia chính là một cái siêu thị nha. Đây, đây chính là siêu thị nè bạn ơi. Thì khi vào trong siêu thị nè, bạn xem nha, ở trong siêu thị là có rất là nhiều đồ luôn, nào là quần áo nè, rồi ở bên đây còn có thêm cả gọi là rất là nhiều thứ luôn nha. Đây các bạn coi nè, ấy tivi, tủ lạnh, đồ chơi, rồi cái gì ta, búp bê, rồi cái gì máy chơi game, gấu bông, đó, nói chung là rất là nhiều thứ ở trong siêu thị luôn. Và hôm nay Sammy sẽ có một nhiệm vụ là vượt qua hết tất cả thử thách để vào trong được cái siêu thị này. Và nếu như Sammy vào được trong siêu thị này thì Sammy muốn mua bất cứ cái gì trong siêu thị này thì mình sẽ mua cho Sam ở ngoài đại thực nha. Nhớ nha. Nhớ nha. Nhưng không mà bùng kèo. Không mà. Rồi hứa không bùng kèo luôn. Bà thích cái gì tôi mua cho bà ở đó. Nhưng mà với quy định là chỉ một món thôi nha các bạn nha. Chứ giờ Sam mà kêu mua hết cái siêu thị chắc mình chết luôn á các bạn. Ok. Thì bây giờ là Sam đang muốn mua cái gì trong cái siêu thị này nào? Sam thử nói tôi biết ước mơ của Sam đang muốn cái gì giờ đi. Tôi ước mơ của tôi chính là mua một cái ghế mới mọi người ơi. Tại vì sao không? Tại vì ghế của Sam đã hư rất là nặng rồi. Đây những cái ghế nè. Đó, nó xiên dèo dèo và còn cam mấy cam còn cào cái ghế của mình đến nỗi mà người ta cái ghế nó bị gọi là bị lủng rất là nhiều lỗ luôn á, nó như cái tủ ong vậy luôn á. Đúng rồi bạn ơi, bạn biết không? Sammy hiện tại đang nuôi bé cam á các bạn, và nếu như bạn không biết thì bé cam rất là quậy luôn, bé cam cào nát cái ghế của Sammy đang ngồi luôn. Thì một tí nữa anh editor sẽ chèn cái ghế hình ảnh của cái ghế của Sammy hiện tại cho các bạn xem nha. Các bạn có thể thấy là cái ghế của Sam á hiện tại đang bị con cam cào cho gọi là rách nát hết cái ghế luôn bạn ơi. Cho nên là cái ghế đó giờ không còn ngồi được nữa rồi. Và Sammy bảo mình là Sammy muốn mua một cái ghế mới. Ok, trong đây hình như là cũng có ghế mới. Phải nè nè, đây nè, ghế nè, ghế mới nè. Nhưng mà nó màu trắng rồi. Tí nữa Sam muốn mua cái ghế màu gì Sam? Tôi thì lúc trước một tôi màu đen nó khá là 5 tính. Nên tôi muốn cái ghế màu hồng cho nó nữ tính tí. Chứ nói là màu đen 5 tính quá. Ghế màu hồng đúng không? Ok bạn ơi. Và nếu như mà Sammy vượt qua được những cái thử thách của mình để vào trong được cái siêu thị này, Sammy sẽ được chọn cho mình một cái ghế ở trong cái siêu thị này. Và Sammy đã quyết định chọn cái ghế màu hồng nha. Rồi ok. Vậy thì hãy cùng nhau xem coi Sammy liệu có vượt qua được những cái thử thách mà mình đưa ra không nha các bạn nha. Let's go. Mấy bạn hãy comment là chúc chị Sammy hoàn thành được thử thách để Sammy được ghế mới nha các bạn. Rồi Sam đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Đang sẵn sàng đúng không? Let's go. Rồi ok bạn ơi. Và hiện tại thì mình đang ở trong nhà của Sammy rồi nè. Thì nhà Sammy sẽ là nơi bắt đầu gọi là cuộc thi nha các bạn nha. Thì Sammy là con gái cho nên là mình nghĩ rằng là cái trò bắt cua này sẽ hơi khó với Sammy, cho nên là mình sẽ không tính thời gian nha. Còn nếu như mà là một thành viên nam nào trong Hero Team chẳng hạn như là Mr. Dịch hay là Kairon hay là Siro thì chắc chắn là sẽ có thời gian để có thể gọi là vượt qua thử thách nha. Còn con gái thì mình nghĩ là chắc không cần thời gian đâu. Ok. Và phải chỉnh game mất không nha Sam. Không được chỉnh game mất 1 nha. Ông đánh tôi thử đi. Ok. Rồi thì mình sẽ giảm nhỏ mic của Sammy xuống một tí nha các bạn nha. Bởi vì bà Sam mỗi lần bà bị té xuống lava, bà bị thua là bà sẽ la rất là to luôn. Mình sợ rằng các bạn sẽ bị banh lỗ tai, cho nên mình phải giảm mic của bà Sammy xuống nha các bạn. Ok rồi. Sammy đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Sẵn sàng rồi đúng không? Rồi ok. Rồi bây giờ thì tôi đếm nè. Chuẩn bị nha. 1 2 3 bắt đầu. Rồi ok. Bây giờ nhiệm vụ của Sam là phải bắt cua trên từng block vượt qua. Tư cứ chậm chậm thôi, không có thời gian, không tính thời gian cho nên là yên tâm không sao nha. Mình sẽ bay theo Sammy để coi Sam sẽ vượt qua thử thách như thế nào nha các bạn nha. Rồi ok. Tiếp theo là từ nhà Phong nè, bắt cua qua nhà Kairon. Ok, nhảy qua.
Rồi xong luôn, té rồi. Ôi, may quá à. Chơi lại từ đầu thôi, té là phải chơi từ đầu rồi. Ừ, tất nhiên rồi, té là phải chơi từ đầu chứ không còn đường lên đâu. Không còn đường lên đâu, bà tính lên bằng cách nào hả? Cái bánh kem của bà không đặt ra được đâu. Rồi rồi rồi. Rồi xong luôn. Đó, thấy không? Chết là phải chơi lại từ đầu nha các bạn nha. Đâu có phải dễ dàng lấy được cái ghế màu hồng của Phong đâu. Cái ghế màu hồng đó mình tính coi. Cái ghế gaming á thì mình nghĩ chắc giá của nó cũng sẽ tầm vài triệu bạn ơi, sẽ hơi nhiều quá nha, hơi bị nhiều đó. Ok. Rồi, lại nha Sam. Rồi chuẩn bị nè. 3 2 1 bắt đầu. Ok. Và Sammy. Tính ra là bả mới vừa kêu tôi sẽ cẩn thận xong té luôn các bạn ơi, té liền ngay lập tức luôn. Ok. Thôi cứ cố gắng thôi Sam ơi, cứ bình tĩnh. Bà tôi đã nói rồi, đâu có tính thời gian đâu, bà phải chậm chậm từ từ thôi. Không thôi là bà sẽ bị té. Ok. Đây 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 đây, cái này tôi bị té nè. Chỗ này mới khó đây nè. Đây là. Cái này nó nhảy qua được không nhỉ? Được chứ. Không được. Nè nè, bà coi tôi nè, bà coi tôi này nha. Hey, đó. Đơn giản dễ dàng luôn, chứ có khó đâu. Cái này là tại bà dở rồi. Cẩn thận nha, coi chừng té đó. Ok, chuẩn bị nè. Nhảy đi Sam. Cố lên. Ok. Ê, bậy. Ai cho bà chơi ăn gian? Không được chơi ăn gian, không được đặt cái gì ra hết. Không được. Làm lại. Lại bạn ơi, lại nha. Sammy vẫn chưa vượt qua được màn nãy bạn ơi. Lại nè. Tiếp. Muốn được cái ghế thì phải cố gắng thôi chứ giờ sao. Rồi, ok. Hay quá. Cuối cùng cũng vừa qua được rồi. Ok, tiếp nè. Qua đâu? Giờ là qua đây. Xuống dưới đây. Bây giờ là phải vượt qua bên nhà Siro. Ok. Từ đây qua bên nhà Siro, cố lên. Rồi, cẩn thận nha. Cái này là bà mà đi qua chậm là nó sẽ tung bà cái bà văng xuống dưới luôn á. Rồi. Ok. Hay quá, vượt qua được rồi các bạn ơi. Rồi ok. Bây giờ là nhảy lên cục này. Sau đó ơi Sam, tính ra bà chỉ cần nhảy vô cục này, bà đâu cần bấm cái nút nhảy theo lẫn đâu. Rồi xong. Trời ơi các bạn ơi, tính ra chỗ này dễ lắm các bạn coi rồi nè nha. Mình chỉ cần nhảy xuống đây nè, xong để cho nó tưng mình lên, nó sẽ tự động tưng luôn, các bạn không cần bấm nút nhảy, hiểu không? Sammy thì ba bấm nút nhảy cho nên là bà bị kẹt dưới đây luôn. Ok. Rồi, làm lại. Rồi ok, làm lại thôi các bạn ơi. Sammy nướp quá, cái chỗ này mà cũng không qua được nữa. Làm lại nè. Chuẩn bị đi. Vô. Đúng rồi. Hay quá, cuối cùng cũng qua được rồi. Đó rồi, thấy không? Muốn lấy được cái ghế màu hồng đâu phải dễ đâu các bạn. Tiền của mình mà đâu phải là lúc nào cũng dễ lấy được. Đó. Ok, chỗ này là nhảy lên đây. Xới qua nhà mình. Trời ơi. Bỏ lại té nữa các bạn ơi. Tính ra chỗ này cũng dễ lắm luôn các bạn. Bạn coi nè. Đây, đứng ở chỗ này nha, sau đó nhảy lên nè. Nó sẽ tự động tưng với bạn rồi, các bạn sẽ lên được trên đây thôi. Nó đơn giản lắm luôn mà bà sao vẫn chưa được. Ê, không được chơi gian nhà, quay lại nhà chơi từ đầu. Nhanh lên. Quay lại nhà. Quay lại chơi tới đâu? Nhanh lên, cái này là... Trời ơi, tôi không lấy cái ghế đâu. Không, cái này là không được chơi ăn gian. Muốn được... lâu à. Muốn được cây ghế á, là phải gọi là vượt qua khó khăn mới được, các bạn hiểu không? Đâu phải dễ đâu, ok, làm lại. Rồi, cố lên Sam ơi, đúng rồi, vượt qua, đúng rồi, đừng bấm... Rồi, đúng rồi, làm lại nào, cố gắng... Cố gắng lên Sam ơi, từ nãy giờ té chỗ này hai lần rồi nha. Rồi, hay quá, qua được rồi, ok. Trời ơi, bạn ơi, có một chỗ bỏ qua nãy giờ mấy chục phút rồi các bạn. Mình tính thời gian, từ nãy giờ Sam thua chắc rồi đó. Ok, chỗ này nè, tôi chỉ sao nè. Chỗ này tôi chưa kịp chỉ luôn á. Tôi chưa kịp chỉ luôn á. Nè Sam, tôi chỉ bà nè, cái chỗ này á là bà phải canh cái góc nào mà nó thấp thấp đó để bà nhảy, hiểu không? Nè chẳng hạn chỗ này tôi chỉ nè nha. Hồi nãy á bà nhảy á là bà nhảy lên cái chỗ cao, cho nên là bà bị té, bà phải canh cái chỗ thấp nè để bà đáp lên, hiểu không? Đây bà coi tôi nè, đây nhìn nha. Nhìn nha. Rồi nhảy xuống nè. Đó, tưng lên nè, sao nó chọn cái chỗ thấp mà đáp, hiểu không? Đừng có chọn chỗ cao, hiểu không? Rồi ok, làm lại nào các bạn ơi. Sammy kỳ này muốn lấy cái ghế hơi mệt nè. Rồi. À, hay. Biết tiếp thu là tốt, hiểu không? Đấy. Đó, trời ơi, cứ như vậy từ từ sẽ lấy được cái ghế thôi. Rồi, bà đâu rồi? Qua đây. Bên này nè. Đi vòng nè. Ok, Sam ơi, bây giờ tôi nói bà là nghe nè nha. Bà nhìn cái chỗ này có vẻ hơi khó đúng không? Nhưng mà yên tâm đi, chỗ này là có lắp tàng hình nè đó, thấy không? Lắp tàng hình nè. Bà có thể đi qua một phát một là xong luôn. Đó, rất là dễ, hiểu không? Đó, đi qua luôn. Qua luôn. Đó, thấy không? Mày thấy không? Mình rất là thương Sam, tàn làm cái dễ không? Ok. Làm sao mà đơn giản vậy được? Chỗ này có 7 hết, bạn thấy không? Đó, cái có chỗ này là nó bình thường nè, chỗ này là có 7, bạn thấy không? Đâu có phải là thử thách, đâu có thể nào mà đơn giản vậy được. Trời ơi, cái ghế mấy triệu bạc đâu có đơn giản gì đâu Sam. Trời ơi. Làm lại. Ok, bây giờ là Sammy phải coi chỗ nào đi được, chỗ nào không đi được nha Sam. Chứ không phải là chỗ nào cũng chạy qua nha Sam. Thôi là té lại coi như là thua nữa nha. Bây giờ tôi sẽ đi cà lết cho ông thấy. Ông vừa lòng. Trời ơi, tôi nói thiệt luôn á. Từ nãy giờ mà tính thời gian coi như bà té rồi đó. Nhanh lên bà nội. Nhanh lên. Tao phải xem từ chỗ này bắt cô qua này đó. Đúng rồi. Ok, đi thẳng qua luôn. Xong rồi, đi thẳng qua luôn. No, 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 no.
rồi. Chỗ này cũng có 7 nha các bạn nha, chỗ này cũng có 7 nha, nhưng mà Sammy thông minh quá, Sammy biết rồi các bạn ơi. Ok. Rồi, bây giờ chỗ này là như thế này nè. Nhảy vô cục này sau đó bay qua bên tiệm KFC, nhanh lên. Nhảy đi. Có là có gì sao vậy? Sao là có tấm 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 đạp vậy? Nghi vậy? Cứ đi qua đi rồi từ từ tôi giải thích sau. Qua đi. Rồi, biết rồi. Từ từ cái này nhảy. Nhảy lên đây. Không dùng nhảy. Rồi. Hay quá. Sắp rớt luôn á. Qua được rồi. Ok. Bây giờ tiếp theo là màn này nha. Thì màn này nó hơi bị kinh dị luôn á Sam. Bây giờ bà thử bước lên một cái tấm này coi. Bước nhẹ nhẹ thôi, đừng bước lên hết, thấy không? Bước nhẹ nhẹ thôi. Đó. Đó, thấy không? Toàn là TNT không? Cái chỗ này, cái chỗ này người ta gọi là con đường gì ta? Con đường tử thần mấy bạn ơi. Sammy phải chọn con đường đúng để đi nha. Đi sai đường đúng là coi gì như đúng là xong luôn. Đường nào cũng sai hết luôn á, mày đi thẳng thôi chứ đâu có đường đúng đâu. Có đường đúng nha, bà phải kiếm đâu thôi. Từ từ đây nè, tôi cho bạn fan xem nè. Đây này, bây giờ tôi cho bạn fan xem trước nha. Đây bạn coi nè. Bên dưới đây đó, có đường đúng nha, bạn thấy không? Có đường là đường bằng gỗ nè. Đấy. Ok. Rồi bây giờ nhiệm vụ của Sam là phải chọn ra con đường đúng. Phải dùng trí thông minh của mình. Ủa, đường đi qua bên kia không phải hả? Không phải, chọn con đường đúng để đi, hiểu không? Ui. Biết con đường nào chưa? Con đường nào mà không có TNT là con đường đúng á. Có lẽ là Sammy muốn lấy được cái ghế này hơi khó các bạn ơi. Cái ghế màu hồng có lẽ là không thuộc về Sam được rồi. Thôi Sam bỏ cuộc cái Sam, coi như cái ghế thuộc về tôi ha. Never hàng free là tôi phải luôn luôn cố gắng, hiểu không? Ok, vậy cố gắng thôi. Qua đi. Trời ơi, núp nhìn kìa. Trời ơi, giấu kiểu gì mà tôi thấy luôn kìa. Trời ơi, lùi nguyên hoài là nguyên cái cục gỗ kìa ông nội. Đi qua đi bà nội. Coi coi bạn qua thể không rồi đó mà gáy. Ok. Rồi, qua được đúng không? Giờ giờ biết đường nào chưa? Trời ơi mấy bạn ơi, gáy sớm ăn gì? Gáy sớm ăn gì? Trời ơi trời, thua nữa rồi. Rồi Sam ơi, phải từ từ thôi nha Sam, coi chừng té nữa nha Sam. Bà này bà thiệt luôn, bà hấp tấp dễ sợ. Bà phải đi từ từ thôi, hiểu không? Bà phải đi từng bước để chọn con đường đúng, bà hiểu không? Bà mà bước sai là té liền. Đó. Ok. Cố lên. Rồi, Sammy. Xếp xuống. Ồ, phải. Sammy đang chọn cái con đường đúng nhất mấy bạn ơi. Đi từ từ thôi, hiểu không? Đúng rồi, được, xếp xuống là được. Ok. Rồi, để coi đây. Coi coi Sammy có vượt qua được không nha. Ôi, nguy hiểm chưa? Ôi, trên nó. Ui, đây. Ôi, quá nguy hiểm luôn bạn ơi. Đây, wow. Ok. Ôi. Đó, bạn thấy không? Xuống dễ sợ. Sammy đang phải rất là cố gắng đi từ từ để tránh không bị té các bạn. Đấy, ok, sắp được rồi, cố lên. Hay quá. Xin chúc mừng Sam đã vượt qua được con đường tử thần. Con đường này ai mà không biết đi á, đạp bên đây cái là té liền rồi, thấy không? Bơm TNT bên dưới quá trời kìa. Thằng phải là rớt xuống luôn, không cày được luôn, nó mắc cái chân mình vào cát ấy. Đúng rồi. Rồi, bây giờ tiếp theo là Sammy sẽ phải chèo thuyền từ bên đây qua bên kia. Rồi chèo đi. Lên. Có hai màu nè, lấy màu nào cho tươi thì tôi lấy màu nào cho tươi. Đó. Rồi đi qua đi, trời, rất là đơn giản. Cái này là hơi bị đơn giản luôn á, cái này chỉ cần chèo thuyền qua thôi. Thật không ta? Có gì cho không ta? Không có cho gì hết. Chỗ này là đường đơn giản, tôi nói đơn giản là đơn giản. Ok rồi, giờ leo lên cục này sẽ bấm cái nút lên. Wow! Bấm cái nút leo lên trên cái nút cái nóc nhà, hiểu không? Rồi. Bấm vô. Wow! Rồi, đúng rồi. Ok, bây giờ thì leo cầu thang lên. Ok rồi, bạn ơi. Bên kia chính là siêu thị chúng ta và Sammy đang gọi là gần đến được siêu thị ấy bạn ơi. Cố lên. Rồi. Bây giờ trong đường. Cánh rồi, chết rồi, biết bay. Ôi, chết rồi. Bây giờ bà phải đeo cái cánh vô để bà bay qua bên kia, hiểu không? Đó, bay qua bên siêu thị. Cố lên. Dưới đất nhà hả? Hay là dưới đất thôi là được rồi? Dưới đất cũng được, miễn là bà biết bay, quan trọng bà biết bay không thôi. Lên nóc nhà luôn. Wow! Hay được quá. Quá ghê luôn. Ok, chúc mừng Sammy đã đến được siêu thị của chúng ta ngày hôm nay. Hay quá Sam ơi. Đây đây Sammy lại đây coi nè, siêu thị còn có quả cái bài nhạc của tôi với bà nè. Trời ơi, tốt quá. Ôi sao làm được vậy? Có bài nhạc anh hứa là yêu nè. Ok, đẹp chưa? Trời ơi ai? Cái anh nào trong video mà đẹp trai dữ ta? Trời ơi. Đẹp gái okay. Rồi. Chúc mừng Sammy đã vượt qua được thử thách của chúng ta ngày hôm nay. Và mời Sammy vào siêu thị để lấy đồ nào. Mời Sammy vào siêu thị. Đâu, thưởng, cần okay. Thưởng liền. Rồi, phần thưởng của Sammy sẽ là cái ghế trong game nha các bạn. Đâu. Mày chết mày cho mày. Ông đùa tôi hả? Bắt tôi như khùng con. Cho cái game không bị điên không? Ôi, bình tĩnh, từ từ bình tĩnh. Ghế ngoài đời thật nha bạn nha, mình chỉ đùa thôi. Ok, bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tặng quà cho Sam nha. Let's go. Yeah.
Ok bạn ơi, và như anh em vừa thấy rồi đó, Sammy đã hoàn thành xong được thử thách của mình. Và anh em có nhớ ở đầu video Sammy đã nói rằng là Sammy muốn có một phần quà là cái gì mấy bạn nhớ không? Đó chính là một chiếc ghế màu hồng. Chính vì vậy cho nên mình đã quyết định order ngay một chiếc ghế màu hồng về để tặng cho Sam bạn ơi. Đây, chính là chiếc ghế mình mua tặng cho Sam nè. Lại đây, lại đây nào. Đây. Đẹp không các bạn? Đẹp ha. Đúng vậy. Đây là một chiếc ghế màu hồng nhìn rất là nữ tính luôn các bạn ơi, thật sự rất là nữ tính luôn nha. Và có thêm cả gọi là gối nữa, cái kiểu đó nè. Wow, thích vậy, đẹp thật sự luôn á. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở nó ra thử nha các bạn. Để mình mở ra nha. Ở đây mình không có kéo cho nên mình sẽ xé bằng tay luôn. Sờ rất là sướng luôn các bạn ơi, nó rất là mềm luôn nha. Wow, xịn phết các bạn ạ. Ok bạn ơi, và như anh em đã thấy thì mình đã gọi là lột xong rồi nè các bạn ơi. Thời luôn á, nó mệt thật sự luôn các bạn ạ. Bọc cái gì mà kín dữ vậy ta. Đây, và đây chính là cái gói của nó, chúng ta sẽ gắn ở trên đây nha các bạn nha. Đấy, khi mà mệt mỏi bạn có thể dựa đầu với cái gói này. Còn đây chính là cái đồ để gọi là chúng ta dựa lưng mọi người ạ. Đấy, thì bây giờ mình sẽ gắn nó vô nha. Ok, quá đẹp luôn bạn ơi. Phải nói thật sự là cái ghế này nhìn nó cực kỳ gọi là nữ tính và cực kỳ gọi là đáng yêu luôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ ngồi cho bạn xem thử nha. Ui, êm phết. Wow, rất là chắc chắn nha các bạn nha. Ok, thì cái ghế này á, thì giá tiền của nó là bao nhiêu thì mình sẽ không tiết lộ đâu, các bạn tự đoán đi nha. Nhưng mà nói chung nó cũng không đắt lắm đâu, rất là rẻ thôi nhưng mà rất là đẹp. Ok, hình như cái này là để dựa lên ngay sau nè. Ngủ được luôn các bạn ạ. Để thử nha. Sợ té mấy ông à. No. Cái này nó có thể quay ngược gọi là 180 độ xuống luôn các bạn. Wow. Sợ dữ. Ok, nói chung là cái ghế này rất là đẹp luôn bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đem qua tặng cho Sammy nha. Ok, let's go. Đi thôi. Tên 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 tên. Ok bạn ơi, và đây chính là Sammy và bé Cam. Trời ơi. Mình là bé Cam đây. Rất là mập mạp. Mình mập như con heo luôn. Trời ơi bạn coi nè. Ủa bạn ơi, con bé Cam á bạn, sau cái bữa mà mình đưa nó đi thiến á bạn, xong giờ bé Cam nó mập ơi là mập luôn kìa các bạn. Nhìn nè, đâu cho xem cục mỡ của bé Cam coi sao. Cục mỡ siêu to khổng lồ của bé Cam thành chứ sao. Trời ơi, nguyên cục mỡ siêu to khổng lồ luôn. Trời ơi trời. Ok bạn ơi, thì đây cái chính là cái ghế mà mình đã tặng cho Sammy nè. Thì mình đã lấy cái tấm vải mình che lại rồi đó, để cho bất ngờ hiểu không. À đây, còn này là cái ghế cũ của Sam nè. Đi ra, ra, để tôi review ghế cũ. Nè bạn coi nè, cái ghế này cũng là một cái ghế gaming nha bạn nha. Cái ghế này hơi bị xịn luôn. Hơi bị đắt tiền luôn. Hả, gì? Trời ơi bạn coi nè, rách tươm luôn. Đó, coi nè. Cái này mấy bạn biết là gì không? Con Cam nó cào bạn đây. Phạm Ngây Thơ nè. Thủ phạm đây, các bạn nhìn cái mặt nó ngây thơ không? Mặt nó... không biết, không phải tôi. Không phải tôi. Ngây thơ quá ha, trời ơi là trời. Nè các bạn coi nè, đây chính là bé Cam cào nữa bạn. Nó cào rách nát cái ghế luôn. Ghê thiệt chứ, cái ghế người ta mua đắt tiền. Từ bây giờ cái ghế này sẽ là của bé Cam nha các bạn nha. Dành hoài luôn, tôi ngồi mà không có chỗ ngồi luôn á. Quay clip mà Cam dành tôi ngồi cái sắt không à. Trời ơi, Cam dành ghế của Sammy luôn. Rồi, từ bây giờ là Cam ngồi cái ghế này nha. Ok, cái ghế này Cam làm rách thì Cam tự ngồi đi. Còn ghế này là ghế của Sammy. Ok rồi, Sam mở đi Sam. Ê dù kiểu như là người ta mình mở xe mới, mọi người xe người ta sẽ trùng cái khăn, bây giờ ghế cục trùng cái khăn luôn. Đúng rồi, trời ơi, cái gì mới mình phải số không? Mình phải che lại. Phải che lại với bất ngờ phải không? Nhưng thấy biển số thôi mà nha, bạn vậy nha. Ok. Rồi, tên, 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 tên. Một chiếc ghế màu hồng siêu đáng yêu và cực kỳ đẹp mấy bạn ơi. Ê nhìn gì, tính cào nữa đúng không? Mấy bạn nhìn cái mặt nó kìa, cái mặt của nó là đang kiểu như là nó đang suy nghĩ trong đầu là tôi sẽ cào tiếp, tôi chắc chắn sẽ cào ghế của mấy người. Đó, mấy bạn nhìn cái mặt của nó kìa. Gian xảo, gian xảo. Cái mặt gian xảo của nó kìa. Đó, ok. Ôi. Ngồi thử đi Sam. Xin nhớ. Ngồi thử. Từ, ngồi. Ủa mà nay đội cái nón gì vậy? Phù thủy đó, nè bà. À, nón phù thủy hả? Các bạn đừng quên ủng hộ những series gọi là bằng cái tô phù thủy của Phong nha. Phong sắp ra phần tiếp theo rồi nha. À, tập mới cho mọi người đừng quên nha. À, ok. Thì đây chính là cái ghế màu hồng của Sammy. Tôi thử dùng cái sức mạnh của gì ấy.
Đây các bạn thấy không, bé Cam đang gọi là đang rất là ganh tị với Sammy. Bây giờ Sammy có cái ghế mới đẹp các bạn ơi. Ôi liêu 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 cái đồ phải ngồi ghế cũ kìa, người ta có ghế mới màu hồng siêu đẹp luôn nè. Cái ghế nằm được không vậy? Được, nằm được chứ. Thử đi. Đè xuống. Đó, nằm xuống luôn, thoải mái. Cái gì vậy? Đây. Nằm ngủ đi ngủ nè. Ganh tị chưa? Bạn thấy bạn ganh tị chưa? Đáng lẽ là bạn cũng có ghế mới á, nhưng mà bạn cào ghế của ta cho nên giờ bạn phải xài ghế cũ á bạn ơi. Bạn ganh tị chưa? Đây. Ganh tị chưa? Trời ơi, bạn coi bà Sammy nè bạn. Giờ bà nằm đó bà ngủ luôn rồi. Trời ơi. Bà nhìn. Con bé Cam đang nhìn cái ghế các bạn. Trời ơi, cái mặt của nó. Thích, đúng thích. Đây chính là khuôn mặt của cái kẻ gian xảo đang tính cào cái ghế nè. Chốt ghế nè. Tôi nhìn cái ghế, tôi nhìn cái khuôn mặt của nó là tôi biết nè. À, cái mặt gian xảo. Thôi được rồi. Ok bạn ơi, thì vừa rồi mình đã tặng cho Sam chiếc ghế Garmin màu hồng y như những gì mà Sammy mong muốn. Bởi vì Sammy đã vượt qua được những cái thử thách của mình rồi. Thì anh em muốn người tiếp theo trong Hero Team sẽ nhận được quà sẽ là ai thì nhớ hãy bình luận cho mình biết luôn nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Tạm biệt.